Quý vị và các bạn thân mến, trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc nâng cao sức đề kháng cho bản thân bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý là phương pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất. Phòng dịch cho cá nhân cũng chính là phòng dịch cho cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này thông qua phần trao đổi với chuyên gia ngay sau đây. Xin chào chị, cảm ơn chị đã tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Hiện nay thì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Vậy thì chị có thể cho biết là cái tầm quan trọng của việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể hiện nay như thế nào ạ? Cái việc nâng cao sức đề kháng là chúng ta không phải là để chờ dịch bệnh là chúng ta mới nâng cao sức đề kháng, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là sức đề kháng nó quyết định sức khỏe của con người. Vì vậy chúng ta phải tăng sức đề kháng mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi. Thì thông qua nhiều cái giải pháp, chẳng hạn như thứ nhất đầu tiên đó là về chế độ dinh dưỡng, thứ hai là tập luyện, thứ ba giống như là kết hợp chẳng hạn như là phơi nắng, thiền hoặc là ngủ sớm. Tại vì sao chúng ta làm như vậy? Tại sức đề kháng quyết định bệnh tật của con người. Cái người có sức đề kháng á, cái hệ dịch cao á, thì người ta chẳng hạn như hai người ăn chung với một người bị bệnh thì bị cảm cúm hay là bị gan đi thì chúng ta không có lây, mà người cái sức đề kháng yếu thì họ lây. Vậy thì chúng ta cần có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào để tăng cường sức đề kháng trong cái thời điểm dịch bệnh hiện nay ạ? Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái chế độ ăn dinh dưỡng. Thứ nhất là rau xanh, thứ hai là nước ép trái cây. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải uống thêm những cái nước giống như là gọi là sinh tố. Sức đề kháng của chúng ta phụ thuộc vào bữa ăn chúng ta, ngày 3 bữa. Chúng ta đặc biệt là không bỏ bữa sáng, và cái buổi trưa, buổi chiều cũng rất là quan trọng để tăng sức đề kháng. Thì trong tỏi, thì tỏi có thể là chúng ta ép sống chúng ta uống. Ép sống thì nó rất là khó uống, vậy thì chúng ta có thể kèm theo với lại thơm, một ít lá húng lủi nữa thì chúng ta sẽ uống vào rất là dễ, rất là ngon, rất là thơm, tăng sức đề kháng. Và bên cạnh đó có những virus thì cái lá húng lủi đó cũng sẽ làm chúng ta tiêu diệt virus và vi khuẩn sáng nhun luôn. Còn chẳng hạn như là cam rất là tốt và tăng cường vitamin C. Thì cam uống không như vậy thì nó ngán, thì chúng ta có thể là cộng thêm cà rốt. Thì ai cũng biết rằng cà rốt là tốt và có nhiều vitamin A, nhưng mà quên rằng là cà rốt nó là giống như là tốt, nó ngang với lại củ sâm vậy đó, có nghĩa là cái dinh dưỡng nó rất là cao. Chúng ta uống cà rốt và cam cộng lại dễ uống nữa mà sức đề kháng chúng ta tăng lên rất là nhanh. Thêm đó nữa là chúng ta ăn rau xanh. Tại sao chúng ta ăn rau xanh? Thì tất cả các loại rau xanh thì ở trong rau xanh có vitamin A, vitamin C và bên cạnh đó thải độc. Cái diệp lục của cái lá màu xanh đó thì nó sẽ thải hết những chất độc tố trong cơ thể chúng ta. Và đừng quên đó là chanh. Chanh là không những tăng sức đề kháng một cách rất là nhanh mà bên cạnh đó thải độc nữa. Sáng chúng ta ngủ dậy, chúng ta làm một ly chanh mật ong, chúng ta uống thì chanh không những tăng sức đề kháng mà còn thải được chất độc trong cơ thể chúng ta ra và bảo vệ hàng là ngừa ung thư. Vì vậy mà ngày hôm nay mỗi ngày chúng ta nên uống một ly chanh mật ong. Nếu như trong ngày chúng ta làm việc chúng ta cảm thấy là mệt mỏi hay là có thể là giống như là hơi chóng mặt, hơi nhức đầu, hơi nóng sốt thì chúng ta uống thêm một ly chanh mật ong nóng nữa. Thì đó là cách mà tăng hệ miễn dịch và giữ được cái hệ miễn dịch chúng ta cao nhất. Ngoài cái chế độ ăn dinh dưỡng ra thì chị có lời khuyên nào cho cái việc là tập luyện thể dục thể thao hoặc là có những cái phương pháp khác để có thể là mình tăng cường cái sức khỏe của mình trong cái mùa dịch bệnh này ạ? Ngoài cái chuyện ăn uống ra, chúng ta phải kiểm soát được cái vấn đề stress, có nghĩa là chúng ta giảm thiểu căng thẳng, có nghĩa giảm stress. Tại vì căng thẳng stress nó sẽ làm cho chúng ta giảm cái hệ miễn dịch. Vậy thì chúng ta cân bằng được về tâm lý này, số 1 này. Số 2 đó là chúng ta có nghĩa phải tập thể dục. Như lúc đầu Mai Hằng có nói là phơi nắng đó, tập thể dục kết hợp phơi nắng và hít thở, chúng ta lấy thêm cái lượng oxy để cung cấp thêm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và tăng sức đề kháng lên. Và ngủ đúng giờ, có nghĩa ngủ sớm. Chúng ta ngủ sớm thì sức khỏe của chúng ta mới khỏe mạnh được. Không quên đó là chúng ta uống nước. Chúng ta phải uống nước đủ với cơ thể chúng ta. Mỗi một cơ thể, trọng lượng của chúng ta cân lên. Chẳng hạn như Mai Hằng lấy ví dụ 25kg, chúng ta uống 1 lít nước. Vậy thì chúng ta 50kg, chúng ta phải uống 2 lít nước lọc. Làm gì để đào thải những chất độc ra và để cung cấp thêm những cái... Có nghĩa khi chúng ta ăn vào thì nước chúng ta uống đủ thì cái dưỡng chất chúng ta nó sẽ cung cấp, nó sẽ chuyển hóa dễ hơn. Vì vậy mà bắt buộc chúng ta muốn khỏe mạnh chúng ta phải uống đủ nước. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích từ chị ạ.